Đi ăn phải cái gì mà đau bụng thế nhỉ? Bài này khó quá, đọc mãi mà vẫn không hiểu. Cố lên, cố chút nữa là được thôi. Ai? Ai đây? Chẳng lẽ là thần cây à? Ê, đúng rồi, chuẩn luôn đấy. Mày chính là thứ mà tao cần lúc này đấy. Thần cây linh thiêng thật đấy. Thần cây đang khóc đấy ư? Khó khăn quá, khổ quá. Đến thần linh mà cũng có lúc đau khổ thế này. Thôi từ giờ mà mình có bài tập khó khăn thì mình cũng bớt than lại. Thôi, thần đừng buồn nữa nhá. Ha ha ha!